Thì thấy các em đi bộ đi học thì cũng con đường quá gian khổ. Bản thân tôi cũng công tác trên này gần 20 năm nên cũng thấu hiểu được, biết từng cái ngóc ngách các em ở nơi nào phải đi bộ và những em nào cần xe. Thì thông qua cái chuyến đi lên thăm mộ K'Rể với chú Huy đấy thì nảy ra cái ý tưởng thấy các em đi bộ cực quá, bảo thôi để thầy cố gắng làm sao thầy về vận động. Từ cái ý tưởng đấy chúng tôi về bàn với lại anh Minh Huy với anh Thương, chúng tôi xây dựng thành một cái chương trình vòng xe cho em. Ban đầu thì chúng tôi dự định là 2 tháng vận động, nhưng rất may là chỉ sau hơn 15 ngày là đạt ra cái chỉ tiêu là 60 cây xe đạp. Và đồng thời cũng rất nhiều nhà hảo tâm như chị Thảo trong thành phố Hồ Chí Minh là còn mong muốn là hỗ trợ thêm quà cho bà con nghèo. Thì chúng tôi lấy luôn cái 46 hộ bà con thôn Gò Gia và chỗ chị Thu Thảo ở thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ các hộ thôn Gò Gia trên 13 triệu đồng tiền quà. Và buổi hôm nay tí nữa chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ cho bà con. Và hơn nữa thì đối với thôn Gò Gia thì không đi xe đạp được, chúng tôi không tặng xe mà chúng tôi đã tặng quà cho phụ huynh. Có 15 em học sinh khó khăn ở trường tiểu học ấy, là cũng chỗ công ty Chính Nghĩa, cho anh Vương công ty Chính Nghĩa hỗ trợ mỗi em 200.000 để mua sách vở vào đầu năm học mới. Cái này chúng tôi cũng sẽ trao trong dịp này. Thích cái chương trình này bởi vì nó cũng có một tính cách là nhân văn để cho các cháu học sinh ở trên vùng núi này, tạo điều kiện cho các cháu đi học, để cho các cháu có thêm kiến thức, không phải ở vùng núi sâu xa mà các cháu không thể đi học được. Thì có cái chiếc xe vậy thì các cháu đi xuống đi học thì đó là kiến thức mầm mống những cái tương lai của đất nước mình sau này. Chị Thảo cũng đã rất là gọi là rất tích cực trong việc là cùng đồng hành hỗ trợ để chung tay với thầy Cương cũng như các nhà hảo tâm để hoàn thành cái chương trình thiện nguyện này. Thì chị thấy rằng là cái việc làm của thầy Cương cũng như tất cả những nhà hảo tâm trong đó có bản thân của chị thì thấy như thế nào? Đó là một cái tấm lòng, một cái tâm của tất cả những người hảo tâm của thầy Cương và tất cả những anh em ở trong gần đây và những người ở phương xa. Hãy nghe được cái gì mà về thiện nguyện, về giúp được cho những tất cả những cái hoàn cảnh nào thì chúng tôi cũng thấy là rất là hoan hỷ, rất là vui, trong lòng rất là vui. Dù là mưa nhưng mà cũng vui lắm khi được tham gia chương trình này. Có lẽ là em nghĩ rằng chị rất là vui khi có thể là lần đầu tiên chị trực tiếp ra Quảng Ngãi và gặp được thầy Cương. Thì lúc này thì có cái cảm xúc như thế nào? Tôi được biết thầy Cương qua những cái clip mà về cháu nuôi cháu K'Rể, cho nên được cái duyên thì thấy thầy Cương tạo cái chương trình vòng xe cho các em này, cho nên tôi xin được đóng góp chút đỉnh nào cùng với gia đình, cho nên tôi rất là vui, rất là hạnh phúc. Đến ngày đầu thì chị thấy cái cuộc sống của các em học sinh cũng như con đường đến trường các em nó khó khăn ra sao, và mình mong muốn là cái chương trình vòng xe cho em tiếp tục là lan tỏa như thế rộng hơn. Tôi cũng rất mong là tại vì cũng còn được một số học sinh chưa được nhận được cái vòng xe may mắn này, cho nên tôi cũng mong được các nhà hảo tâm chung tay góp sức để cho thêm được một số nào đó xe đạp để cho các em có điều kiện xuống học. Rất là cảm ơn chị Thảo về cuộc trao đổi rất là ngắn gọn nhưng mà rất là đầy đủ ý nghĩa. Thưa ông, thì với chương trình này ông thấy nó ý nghĩa đâu là chương trình đó sao? Thưa đoàn vận động vòng xe cho em của xã thì cái chương trình này nó giúp cho học sinh nghèo khó khăn ở vùng sâu vùng xa đi học đến trường, bám lớp bám trường. Và qua một tháng vận động thì đến giờ này đã có xe, các em rất là vui mừng. Không riêng gì các em mà kể cả các phụ huynh họ rất là vui mừng, chia sẻ những điều kiện khó khăn trước mặt đại diện cho chính quyền địa phương. Xin chân thành cảm ơn các ban vận động của xã và các đồng chí đã có những cái tấm lòng vàng ủng hộ để các em có được những chiếc xe để đi đến trường học tập trong dịp năm mới.